Thưa chào chị, chị có thể cho biết tên mà chị đang cư ngụ ở đâu ạ? Dạ vâng, chúng tôi tên này sau khai sinh cha mẹ thì Phạm Thị Nga. Ở trường học đó thì nhiều Nga quá, thành là tên quen thuộc là Phạm Nga. Và sang chúng tôi đang sống ở miền Nam California, quận Cam, gọi là Little Sài Gòn đó, thì tất cả cộng đồng ở đây gọi tôi là Bích Huyền. Dạ vâng, vì sao vậy ạ? Dạ vâng, vì tôi viết báo rồi làm ở đài phát thanh với cái bút hiệu là Bích Huyền. Dạ vâng. Thưa bà, trước năm 1975 ở Việt Nam đó thì bà làm gì ạ? Dạ thưa, chúng tôi đi dạy học và làm ở Sở Giáo dục Sài Gòn. Dạ vâng. Thưa bà, bà và ông nhà lập gia đình trong hoàn cảnh nào? Trước đó thì bà có thể cho biết ông nhà tên gì? Dạ, nhà tôi là Nguyễn Quang Hưng. Chức vụ cuối cùng là Trung tá Tham mưu trưởng Trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Chúng tôi gặp nhau trong một cái đám cưới người bạn, có thể là học cùng với lại Triều Giang đó, ở Trung Vương. Rồi chúng tôi lấy nhau, có một con. Có những kỷ niệm đáng nhớ như thế nào trong thời gian hai người còn đang gặp gỡ yêu thương tính chuyện tương lai không? Dạ vâng, thì cũng có cái khó khăn là vì nhà tôi đã có một đời vợ, nhưng mà anh ấy không có, anh chị không có con. Lấy nhau khoảng cũng cả đến gần 20 năm, rồi đến khi gặp tôi đó thì rồi chị cũng đi lấy chồng, thì anh ấy lấy tôi. Thì hai người cũng đều có con cả. Có những kỷ niệm nào mà bà nhớ? Vì sao mà là bà lại yêu thương một người có vợ và cũng có thể chắc là lớn hơn tuổi bà? Đã không, lúc mà tôi yêu đó thì hai người đã, anh chị đã ly thân với nhau rồi. Thành ra cái chuyện mà lấy nhau thì nó cũng là cái duyên, cái số. Mặc dù gia đình, có lẽ gia đình tôi cũng không có mặn mà cho lắm, nhưng mà giờ cái duyên cái số nó đến với nhau thôi. Bởi vì thật ra đó thì anh ấy yêu tôi nhiều lắm. Bà có thể kể ví dụ vì sao mà bà nghĩ rằng ông nhà yêu thương bà nhiều lắm? Tại vì anh ấy dành hết tất cả những cái thời gian mà rảnh rỗi cho tôi, và yêu thương tôi, chăm sóc tôi, chăm sóc cả các em của tôi nữa. Bởi vì lúc bây giờ đó thì các cụ tôi hãy còn, nhưng mà ba em còn nhỏ, thì các anh các chị thì đã lấy, có gia đình riêng rồi. Còn riêng tôi thì vẫn còn ở nhà. Thành ra cụ đi học thì cụ nói là nên thi vào sư phạm, vì cụ còn có 2 năm nữa thôi là về hưu. Thành ra tôi đi dạy để tiếp tục lo cho các em. Bà và anh ấy cũng phụ tôi trong cái vấn đề đó, tôi vẫn còn nhớ mãi. Bất cứ chuyện gì cũng vậy, anh cũng dành cho các em tôi giống như tôi vậy. Thưa bà, có thấy tấm hình đằng sau, bà có thể chỉ cho biết là ông mặc bộ quân phục đó đang đứng ở đâu ạ? Dạ vâng, nhà tôi học du học ở bên này 2 năm. Là cái trường này là trường Live and Work, là trường tham mưu cao cấp ở bên Hoa Kỳ. Rồi sau khi tốt nghiệp về nước đó thì giữ chức vụ tham mưu trưởng Trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Thưa bà, thì lập gia đình như vậy thì cái cuộc chiến tranh nó còn kéo dài bên ngoài, thì bà và ông có gặp nhau nhiều không trong cái thời gian mà... Chỉ có cái thời gian Tết Mậu Thân thì ít, là bởi vì lúc bây giờ chiến trường có vẻ sôi động. Còn tất cả những cái sau này đó thì sau Tết Mậu Thân thì chúng tôi cũng vẫn gặp gỡ nhau thôi. Bởi vì thường thường đó, đi đánh giặc đó thì hồi còn trẻ, chắc có thể già rồi, giữ những cái chức vụ cao thì thường thường ở trường học nhiều hơn. Thưa bà, thì những cái lúc mà ông còn đi ra ngoài chiến trường nhiều đó, là vợ của một người sĩ quan đi ra chiến trường thì tất nhiên cái nguy hiểm nó lúc nào cũng chờ sẵn. Bà có thể cho biết cái tâm trạng của người vợ lính như thế nào không thưa bà? Thường đó thì
Khi mà tôi lấy nhà tôi đó thì nhà tôi đã là giữ những cái chức vụ ở các cái quân trường thôi. Mới đầu là quang trung, sau thì lên trường đại học chiến tranh trị Đà Lạt. Còn riêng về cái kinh tế gia đình đó thì chúng tôi đi dạy, dạy nhiều lắm, dạy cả ngoài giờ sở giáo dục đó thì đi dạy tư thêm. Thành ra cái lương của anh ấy thì cũng chỉ đủ tiền trợ thôi. Vâng. Còn tất cả những cái chi phí trong gia đình phần nhiều là tôi lo hết. Tức là người vợ ở nhà làm cái công việc dạy học và cũng vâng. như là dạy nhiều lớp để mà có dạ, để dạy tư thêm đó. Dạ vâng. Vậy là người phụ nữ Việt Nam là làm kinh tế trong thời chiến phải không ạ? Vâng, thì các chị khác đó thì buôn bán giỏi lắm. Nhất là khi mà các anh bị tù đó. Tôi có người bạn mà chị cũng học trưng vương như tụi mình ấy. Thì lúc anh đi tù chị 5-6 con. Vậy mà anh bảo anh trở về, anh tưởng con anh sẽ lê lết ở ngoài đường, nhưng mà vẫn đi học, vẫn ngoan ngoãn, nhà vẫn còn cái ghế để ngồi. Thành ra phải nói là đàn bà mình nữa giỏi lắm, chịu đựng và vươn lên chứ không có chịu khắc phục với lại hoàn cảnh. Dù lúc bây giờ là cái hoàn cảnh họ phân biệt đối xử mình không ra cái gì, nhưng mà mình vẫn có cái tự trọng của mình. Mình không có tội gì cả. Việc gì mà mình phải sợ? Tôi cứ nghĩ như vậy. Thưa bà, thì bà với ông có con đầu lòng vào lúc nào và hoàn cảnh ra sao thưa bà? Nhà tôi đó thì mãi đến năm 1974 thì tôi mới có thai. Và khi cháu nó được 1 tháng tuổi đó thì là anh, tôi nhớ là anh ấy cúng mụ, các bà mụ cho cháu, rồi anh ấy đi trình diện để đi tù. Thành ra cháu nó chưa bao giờ nó biết mặt bố của cháu cả. Chưa bao giờ. Thưa bà, cái năm 75 đó thì ông nhà là một vị sĩ quan cao cấp mà cũng đã từng đi ngoại quốc du học nhiều lần, vì sao mà ông không quyết định đưa bà đi và gia đình đi? Chỉ vì lúc giờ có bầu, nặng nề quá. Thì tôi có nhớ cái buổi ngày 28 khi mà trường quân y là nơi em tôi học, ông chỉ huy trưởng tuyên bố là giải tán, thì anh em có rủ nhau đi. Thì sao thì em tôi thì nó đi và anh ấy thì về, vì anh ấy nghĩ là để một mình tôi với lại một cái bầu như vậy anh không yên tâm, anh đã quay trở lại với tôi. Rồi bao nhiêu lần tôi nhất định nói anh ấy đi, nhưng mà rồi cuối cùng anh vẫn quay. Thế bà lúc đó là bà đang có thai mấy tháng? 8 thì khoảng 15 ngày sau thì tôi sanh. 15 ngày sau khi miền Nam mất nước. Bà có thể kể trong cái buổi bà sanh cháu, trong cái giai đoạn đó nó như thế nào không? Dạ vâng, thì lúc bây giờ bác sĩ của mình vẫn còn. Tôi nhớ là ông bạn của ông anh tôi là bác sĩ Phạm Tu Chính. Bây giờ anh ở bên Tây đó. Thì anh ấy đi, nhưng mà tôi vẫn khám thai ở đó. Thì khi anh đi anh cũng có gửi gắm lại cho các ông bác sĩ. Thành ra sanh rất là yên bình. Thưa bà, rồi bà nói là trình diện đi tù, bà có thể giải thích cho nó rõ như thế nào không? Tại sao lại phải đi trình diện? Tại sao trình diện lại là đi tù thưa bà? Thì khi mà Việt Cộng chiếm Sài Gòn thì họ chiếm đài phát thanh và họ kêu gọi tất cả các sĩ quan quân đội, thiếu úy thì đi học tập 1 tháng rồi trình diện tại một cái nơi nào đó, rồi cấp tá đó thì đi trình diện ở, tôi nhớ là ở trường Gia Long, và gọi là đi học tập khoảng một tháng chứ. Còn cấp úy thì 10 ngày, đúng rồi,
thành ra ai cũng cũng đi, tất cả đều phải đi cả. Nhưng mà cuối cùng đó thì họ đưa đi đâu không biết nữa. Khi mà họ nói là họ mình đi 30 ngày một tháng, rồi sau đó thì những người đó đi bao nhiêu lâu? Và tại sao phải đi, có họ có nói vì họ sao? Họ nói đi 10 ngày, cấp úy mang lương thực đi 10 ngày. Và cấp tá thì mang lương thực đi 1 tháng. Thì nghe như thế thì tức là mình học tập như thế là đủ rồi, bởi vì hòa bình rồi. Thì ai cũng chỉ mà với cái chính sách khoan hồng, họ nói là khoan hồng, thì mình tin tưởng là chồng mình sẽ về. Thì 10 ngày đó, tôi nhớ đó, 10 ngày sĩ quan cấp úy không được về. Thì trong đó có bà chị ruột nữa, các chị đi lên trường Tà Be để hỏi và bị xịt nước. Họ nói rằng, họ trả lời là chúng tôi chỉ nói là mang lương thực đi 10 ngày, chứ chúng tôi không có nói là đi học tập 10 ngày. Họ dùng chữ như thế đó, thì làm sao mà mình không bị lừa được. Lúc bây giờ thì trễ quá rồi. Chứ nếu mà biết mà đi tù không bao có ngày về đó, thì tôi chắc chắn là không ai ra học tập, không ai ra đâu, và sẽ tìm đường sống chết để đi thôi. Vậy theo sự suy nghĩ của bà và cái kinh nghiệm của bà thì người cộng sản khi vào, họ vào đó họ muốn bắt giữ những người sĩ quan và những người làm cho chính phủ cũ bằng một cái lời lừa rằng hãy ra đây để đi học tập 10 ngày hoặc 30 ngày, rồi họ giữ luôn và họ không có cho về nữa, phải từ người con gái đầu lòng của ông. Thì anh ấy cũng chỉ nói là thôi thì dám lo cho con thôi, rồi 30 ngày anh về thì anh có thể về làm bất cứ cái chuyện gì, lao động chân tay hay là bất cứ nghề nghiệp gì để có tiền nuôi con phụ giúp. Thế nhưng mà những cái lời đó không bao giờ thực hiện được. Thưa bà, thì sau 30 ngày không thấy chồng về thì bà làm gì ạ? Tôi thì vẫn đi trình diện ở sở giáo dục và cũng cứ ngồi ở đó thôi, bởi vì chồng mình là cấp tá, tội nặng quá, thành ra có thể là các bạn thì đi dạy hết, đi về trường để dạy, còn tôi thì không. Tôi biết là mình có vấn đề. Thế rồi cuối cùng đó thì họ cho về một cái trường để ngồi trong một cái thư viện của trường học đó. Có lẽ là vì Sài Gòn đó, ở các tỉnh thì tất cả những vợ con sĩ quan cấp tá đều bị nghỉ việc hết. Nhưng mà riêng Sài Gòn đó thì quốc tế đến nhiều, và họ nói rằng cái chính sách khoan hồng đối với lại những gia đình của sĩ quan cũ, thành ra họ vẫn để cho mình làm việc. Tất cả những giáo viên sau này là gọi là giáo viên hết, là đều được đi dạy, không có ai nghỉ việc cả. Thì nhưng mà tôi thì không được dạy, mà ngồi ở trong cái thư viện. Mà thư viện trường học thì nó đâu có việc gì đâu, ngồi suốt ngày với vài ba cuốn sách ở trong đó, mà chỉ sợ là mình bị cho nghỉ lúc nào không ai. Khi mà tiếp xúc với họ thì họ có nói những cái lời gì để giải thích cái chuyện mà họ không cho bà được đi dạy nữa không? Không, không hề. Học chính trị thì học chung hết cả mấy trăm người, ngày nào cũng đi học chính trị hết. Lúc giờ có lẽ là mùa hè thành ra chưa có đi dạy. Nhưng mà họ cũng không có giải thích, nhưng mà mình biết. Rồi cuối cùng đó thì nó có những cái phong trào thi học sinh giỏi, mà cái trường đó không có, cái quận đó không có, cái thành phố đó không có, thì không được tiên tiến. Họ làm như thế thành ra những cái người như là chúng tôi đó cuối cùng thì được cho ra dạy, là vì họ dạy không ra cái gì cả, họ cần mình. Thế cuối cùng thì tôi được đi dạy lại. Lúc đó là bao nhiêu năm rồi? Cũng cả năm trời. 75 mấy năm trời.
Thế thì họ có cho lãnh lương bình thường không so với lương của những người khác? Dạ vâng, lương thì vẫn bình thường thôi. Họ quy ra thì mỗi người được 40 mấy đồng, 50 mấy đồng. Thế... theo cái lương của đổi tiền đó. Thưa bà, thì cái lương mà 40 mấy 50 đồng như vậy, bà với cháu ở nhà đó thì sống được bao nhiêu ngày? Nếu mà tằn tiện đó thì chắc khoảng độ nửa tháng là hết. Vậy còn nửa tháng còn lại thì bà làm sao để sống? Tại vì may đó là khi mà tôi ở Đà Lạt về đó, thì tôi ở với lại các cụ tá túc ở nhà bố mẹ ruột đó, thì cái cụ cũng giúp đỡ nhiều. May mắn mà có bố mẹ, chứ còn nếu không chắc cũng phải lăn lóc ở ngoài. Thế bà còn nhớ lại những ngày mà ông đi rồi 30 ngày ông không về, bà có cái sự liên lạc gì giữa bà và ông nhà không? Dạ không, hoàn toàn không. Rồi cứ nghe tin đồn này nọ đó, thì những người vợ của các anh ấy đều đi ra làm lớn chuyện. Tại vì lúc bây giờ họ cũng chán quá rồi, họ cũng không còn sợ nữa. Nhưng mà vô ích, không hề có một tin tức gì, không biết là ở đâu, đi đâu. Mà nói là họ làm lớn chuyện, họ là ai mà họ làm những tức gì? Là vợ con của những người tù đó, thấy chồng không về, 10 ngày, 1 tháng không về, thì họ đi đến những cái chỗ mà ủy ban quân quản để ngồi ăn vạ ở đó. Vào hỏi, nhưng mà họ xịt nước để đuổi. Quãng bao nhiêu người, tất cả khi bà nhìn thấy những quãng bao nhiêu người? Cũng khoảng mấy chục người. Họ xịt nước tức là có những người, có nhiều người thì họ cũng ngại đứng xa xa thôi. Xịt nước tức là họ lấy vòi rồng mà người ta vẫn lấy cái vòi. Thì các chị em khi bị như vậy thì làm sao? Thì thôi chạy về thôi, giải tán thôi. Thưa bà, thì có những người bạn cùng trong hoàn cảnh bà như vậy đi thường thì bà nói là trong gia đình đi lãnh lương, bà mặc dù có việc làm đi dẻo mà chỉ sống được một nửa thời gian của một tháng thôi, vì còn cái phần còn lại thì mình làm cái gì để sống, để lấy tiền để chi tiêu? Thì đó, như là hoàn cảnh của tôi đó, thì may nhờ có bố mẹ, thành ra là cũng không phải lo lắng cái phần đó. Còn những chị em khác đó, thì ngoài đi dạy ra thì đi bán chợ trời. Đầu tiên đó, là trong nhà có cái gì thì mang ra bán. Thế có lần tôi cũng nhớ là tôi có hỏi, tôi bảo là đi ra ngoài đã bán đó, thì có khá không? Và chắc chắn là khá rồi, nhưng mà cũng gian truân lắm. Thế bao giờ mà Nga nhà không còn cái ghế để ngồi, không còn cái bàn, cái gì cũng bán hết thì hẵng ra. Còn bây giờ vẫn còn thì nên ở trong nghề đi, ra đây tủi nhục lắm. Khi họ nói tủi nhục thì những cái chuyện gì họ đã tức phải trải qua? Vừa bán vừa chạy, họ không cho bán ở ngoài đường đó, thì hết thấy mình đó thì họ chạy, công an đuổi đuổi, rồi họ giật, họ lấy hết đồ của mình. Nhưng mà dù sao đó thì vẫn có cái chuyện rút lót, mình chia cho họ để họ cho mình sống. Thưa bà, những cái câu chuyện gọi là làm để sống của những người vợ, của những người cựu sĩ quan tù đó, bà nhớ lại nó có gì bà muốn chia sẻ hay nói cho thế hệ sau biết rằng những người vợ tù đã khổ như thế nào không? Những người trong tù thì chắc chắn là khổ rồi, là bởi vì họ hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng mà không có dám nói ra ngoài. Chỉ đến khi mà tụi này đi thăm nuôi đó, nhìn thấy những cái thân hình tiều tụy của chồng mình thì mới thấy rằng cực quá. Chân tay thì chai sần hết, mà cũng
chỉ nói nhỏ thôi, không có dám, không dám công khai, bởi vì lúc nào cũng có công an ngồi đó. Còn thân phận những người vợ ở nhà thì sao? Vợ con ở nhà thì sao? Vợ con thì ở những cái trại gia binh nó bị đuổi ra hết. Tất cả cũng thật lại phải đi tìm những cái chỗ khác để ở. Rồi như là chúng tôi ở hãy còn được đi dạy, hãy còn là công nhân viên nhà nước thì họ không có làm gì khó dễ mình. Nhưng mà mấy chị em mà chồng đi tù rồi đó mà không làm cái gì đó thì đến hay sách đủ điều. Ngay cả vấn đề mà tán tỉnh đó mình cũng phải chịu đựng những cái chuyện đó. Tức là họ dùng quyền để mà họ áp bức mình về vấn đề là về vấn đề tình cảm, về vấn đề tiền nong, đủ mọi thứ hết, nhà cửa hoàn toàn không có một cái quyền lợi gì hết nữa. Những người con thì sao? Có người nói là những người con đó thì về các em học cỡ trung học với tiểu học đó thì không có bị ảnh hưởng, nhưng mà không được lên đại học, không được thi đại học, dù rằng thi đỗ không được đi học, thì cái đó có phân biệt. Thưa bà thì bà có bao giờ đi thăm ông không? Ông bà có thể kể cho một cái câu chuyện bà đi thăm ông như thế nào? Nhà tôi đi tù khoảng 4-5 năm thì tôi được đi. Thì lúc bây giờ đó hãy còn cái bế quan tỏa cảng giữa các miền, đi là phải có giấy phép, xin phép được, mình có cái tờ giấy đi thăm nuôi, nhưng mà mình lại phải xin phép phường khóm, họ có ký vào đó thì mình mới ra mua được vé đi lên tàu. Mà nhớ lại cái quãng đường kinh khủng lắm, vì cái ga Bình Triệu nó không còn là một cái ga êm ả như là trong thơ trong nhạc nói để mà đưa tiễn nhau thế này thế nọ, mà tất cả những cái con người lam lũ giành giật nhau một cái chỗ ngồi, leo lên tàu rất là khó, rồi phải ngồi ở, tôi không leo được mà phải ngồi ở bên ngoài, mấy cái toa nó nối nhau đó, khi mà người ta xuống còn chỗ thì mình mới len được vào, cực lắm. Mà trong khi đó đó, cái dã man nhất đó là những cái toa mà chở heo mới chở gà đó thì lại được rộng chỗ, còn con người thì nó coi như còn hơn là con vật. Thứ ba thì cái lần đầu tiên mà gặp chồng mình thì cảm xúc của bà như thế nào? Tôi đi nhớ là đi từ Sài Gòn đi ra Hà Nội là mấy ngày mấy đêm, rồi xuống đó lại đi ra Hàng Cỏ, lại đi mất một ngày nữa, rồi ngủ đêm ở cái sát biên giới, sau đó là đi đò ngang đò dọc, rồi leo những cái núi đó, đi bộ chai cả chân đó, rồi là lúc bây giờ mới vào được trại tù. Phải nói là trèo đèo lội suối qua sông, kinh khủng lắm. Rồi khi gặp ông thì hai người có được ngồi nói chuyện thoải mái hay như thế nào không ạ? Làm sao mà thoải mái được. Tôi nhớ là họ cho các anh xếp hàng từ ngoài đi vào, xong rồi mình chỉ nhìn qua đó thôi. Rồi trong cái phòng đó thì kê hai dãy bàn, mỗi một cái bàn nó khoảng độ 1 mét, 1 mét rưỡi, tức là cách xa nhau. Mục đích để làm gì? Để mình nói chuyện thì công an nó ngồi ngay cái đầu bàn đó, nó có thể nghe được. Chứ nếu nói gần thì mình nói những cái chuyện nói thầm nó không nghe thấy. Thành ra ngồi một dãy như vậy chỉ trong vòng có 15 phút thôi, nói được gì nữa. Bà đi bao nhiêu ngày để mà được nói và nhìn chồng mình 15 phút? Đi tổng cộng như vậy là 3-4 ngày trời.
mà đường xá rất là cực. Và cuối cùng chỉ có 15 phút. Khóc là đủ rồi. Không nói được gì. Thưa bà Tuyết ở miền Nam trong Sài Gòn, bà phải đi tận ra Hà Nội qua con đường cực khổ như vậy để thăm chồng được 15 phút. Con đường trở về của bà thì nó như thế nào? Nó có khá hơn lúc mình đi không, bởi vì mình đã được gặp người thân yêu của mình không? Cũng thế thôi. Còn buồn hơn. Tại vì không biết bao giờ đi được nữa. Tốn kém là một, đường xa xa xôi. Mà họ có cho đi thì mình mới được đi. Chứ không phải là tự dưng mình muốn đi là được đâu. Thành ra giống như là vĩnh biệt. Thưa bà thì bao nhiêu lần bà được gặp ông, và ông bị tù bao nhiêu lâu, và bao nhiêu lần bà được gặp? Gần 5 năm. Và bà được gặp mấy lần? Có một lần duy nhất. Thưa bà thì sau đó chuyện gì xảy ra cho ông? Thì sau đó đó, khi tôi về đến nhà khoảng độ một tháng, thì có một em trẻ lắm, nó đưa cái thơ vào. Nó vội vội vàng vàng, nó mới có thơ ở trại tù gửi ra. Thì cái tờ giấy thì tôi nhìn thấy những cái tờ giấy nó giống như là tôi đi đó, thì đi qua đường đó thì cứ nhìn thấy những cái tờ giấy gấp như vậy thì mình cầm, mình nhặt lên rồi mình cất đi. Rồi trong đó có địa chỉ của những người thân ở Sài Gòn của họ đó, thì chúng tôi gửi đến cho. Thì đây nó cũng y hệt cái tờ giấy như vậy, nó cũng ghi như thế. Nhưng mà báo tin là nhà tôi bị tai nạn chết. Thì tôi nhớ cái hôm ấy, bố mẹ tôi không tin. Là vì tôi cũng bảo là tôi cũng vừa mới đi xong, thấy anh cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần mà họ cũng không có nói là chết vì tai nạn, chỉ nói là chết thôi. Thành ra mình không tin lắm, vì vừa mới gặp nhau thôi mà. Thế nhưng mà đến, tôi nhìn thấy cái tờ giấy như vậy thì tôi bảo cái này không có ai đùa đâu, mà nó là cái tờ giấy mà con vẫn đi ở ở Vĩnh Phú, con nhìn ở đường nữa, ở bãi cỏ con nhìn thấy con cầm, thì nó y hệt thế, chắc chắn là chết. Thì tôi xin nghỉ để đi đi xa trở lại ngoài Bắc. Khi mà tôi đến cái trại trại gặp nhà tôi đó, thì họ nói là chuyển trại. Tôi mới lại đi sang, trong đó có 5 cái trại, sang đến trại số 2, số 3. Mà đi đi mỗi một cái trại nó xa lắm, mà trời thì đã gần tối rồi. Thì tôi, mấy người dân họ mới nói là thôi bây giờ bà đi đến cái chỗ trại 5 á, nó là trại trung tâm, đến đó hỏi đi. Thế vào, tôi cũng đến đó, vào đến nơi đó thì họ cũng nói là họ quát tháo, bà vừa mới đi thăm nuôi rồi mà bây giờ đi đến đây làm cái gì. Thế tôi cũng trình bày cái tờ giấy, à tôi cũng trình bày cái thư như vậy, tôi nhận được cái thư như vậy. Thì bây giờ tôi ra đây để tôi xem nhà tôi có chết hay là thế nào, sống chết ra sao. Thì nó nói tại sao mà lại đi nghe lời những cái người đó, ai ai nói. Tôi bảo nếu mà họ nói đó, họ cũng sợ các ông sẽ trả thù hay là phạt này kia, đời nào họ nói. Bây giờ nếu mà ông nói là tôi đi thăm nuôi, tôi không được, vừa mới đi thăm nuôi một tháng rồi, tôi không được thăm nuôi nữa, tôi không được gặp nữa, thì bây giờ tôi cũng là một công nhân viên nhà nước, tôi đi đang đi dạy học ở trong miền Nam, chứ tôi không phải là người ở ngoài ngoài đời như những người khác, tôi có biên chế đàng hoàng. Thì tôi nói chuyện với ông đó, như là một người cán bộ trong ngành giáo dục. Nếu chồng tôi không có chết đó, ông cứ đưa ra xa xa cho tôi nhìn thấy thôi.
tôi chỉ nhìn thấy rồi tôi đi về. Tôi không cần gặp, tôi không cần nói chuyện. Thì tôi nhớ là cả một tiếng sau thì cái tên công an nó mới ra. Thì nó mời tôi, nó bảo là nó mời tôi vào trong văn phòng. Thì tôi gặp cái ông thiếu tá, tôi gặp cái ông thiếu tá chỉ huy trưởng ở đó. Ông tên là Nguyễn Huy Thủy. Thì ông cũng giải thích những chính sách này kia, ông nói nhiều lắm. Rồi ông mới gọi hai người bạn cùng đi cái chuyến mà vác cây vác cối đã lên để nói về cái chết của nhà tôi. Xong rồi ông chịu buồn. Tức là nhà tù không có báo cho bà và những người tù đó họ tìm cách báo cho bà. Tất cả những tù nhân chết đều không được báo. Nếu tôi không làm lớn chuyện thì không, có lẽ không bao giờ có cái tờ giấy đó. Không bao giờ. Chỉ có những người ở trong, bạn ở trong đó, trong tù với nhau viết thơ về, nói mém thì mới biết là chồng chết thôi. Thưa bà, cái câu chuyện của hai người tù mà được cái ông thiếu tá chỉ huy trưởng cái trại tù đó kể cho bà có thể kể lại nó là như thế nào không? Vì sao ông mất? Thì về sau đó thì họ cũng có nói là đi vác cây vác cối, đi chặt cây đó, lao động, rồi vác cây nặng quá rồi đi qua suối thì bị trượt chân, cái cây nó đè rồi. Bởi vì tôi có nói với ông công an, tôi có nói với ông thiếu tá là nhà tôi biết bơi, mà tại sao mà cái suối các ông, tôi nghĩ nó cũng không có sâu đâu mà tại sao mà lại chết như thế. Thì họ nói là mùa nước lên nó sâu lắm, nước cao lắm, thành ra công an cũng còn chết ở đó, thành ra là bị sau này lên trên internet thì có những ông ấy cũng đi tù, ông trở về ra thì ông nói là cả một ngày trời mới xác mới tìm thấy nổi trên cái suối. Thứ ba thì bà có hỏi là vì sao chồng tôi chết mà không báo hay không? Thì họ và cái chính sách của họ như thế. Nhưng mà bây giờ tôi bảo là có thể tại sao các anh để làm những cái chuyện như vậy đó? Thì tôi thấy nó làm cho mất lòng tin. Thì ông nói, thế mà bây giờ bà có tin là anh ấy chết hay là tôi có nghe là bị ám sát hay là bị thủ tiêu hay cái gì đó vân vân, là vì nhà tôi tội nặng quá. Và bây giờ bà có muốn xem hồ sơ không? Thì tôi bảo thôi, tôi không cần. Cái đó là các anh muốn là chứng tỏ với lại nhân quyền quốc tế thôi. Chứ còn cái chuyện mà nhà tôi chết thì chết thế nào thì cũng tôi không bao giờ được gặp nữa, tôi không cần biết nữa. Chỉ mong rằng đó là khi có một người tù mất thì các anh làm ơn tin về cho người ta, để người ta ra người ta nhận xác. Thưa ông rồi, thưa bà rồi, cái ông thiếu tá là ông có đưa bà đi xem thăm chỗ xác của ông chôn dạ, ở đâu? Sau đó thì ông ấy cho mấy người bộ đội đó dẫn đi ra. Thì tôi nhớ là cả đến 1-2 tiếng sau đó thì hóa ra là họ làm cái bia, họ cũng mang theo. Thì trong khi tôi ở Hà Nội tôi cũng làm cái bia để mang theo để lên trên ngôi mộ đó. Tức là mình ra người ta mới để. Thành ra nguyên cái những ngôi mộ kia lúc bây giờ hãy còn đồi núi vẫn còn quang lắm, thì cũng ít mộ lắm. Nhưng ngôi mộ kia không có bia, mà trong khi ngôi mộ của nhà tôi có 2 cái bia. Mà cũng vì lý do đó mà khi 5 năm sau tôi ra tìm thì nhận ra được cái mộ. Thưa bà, tức là bằng con mắt của bà thấy, qua kinh nghiệm bà thấy thì những người tù nhân chết ở trong tù là họ không báo cho gia đình, họ chôn một cách qua loa và không bia mộ gì cả, như thế nào thưa bà? Tôi thường thường thấy nghe thấy nói ở những chỗ khác còn không có áo quan, nhưng mà ở cái miền rừng núi
thì nó dễ có gỗ. Thì khi mà tôi 5 năm sau tôi ra thì gỗ áo khoan vẫn còn chắc lắm. Thưa bà, thì cái số tù nhân theo bà biết và những tin tức của những bạn tù của chồng bà, cái số người chết có nhiều không và họ chết vì sao, phần lớn vì sao? Thường thường đó thì tôi không có biết cái con số chính xác. Nhưng mà kể từ cái lúc mà nhà tôi nằm xuống cho tới 5 năm sau thì ra đó nhiều vô cùng. Không thể tưởng tượng được. Mà chết đó thì có lẽ là vì đói, vì bệnh tật nhiều hơn là tai nạn. Nhất là vì đói, đói lắm. Dân còn đói mà, thì những người tù làm sao mà có cái gì để mà ăn. Để chị hỏi nhỉ. Thưa bà, mỗi người có một cái kỷ niệm với người chồng của mình, thì bây giờ nghĩ lại những cái ngày tháng đó với người chồng yêu thương của bà, thì bà có nhớ là cái lần gặp gỡ ngắn ngủi 15 phút đó ở nhà tù ở miền Bắc đó, cái câu cuối cùng của ông nhà nói với bà là cái gì, bà còn nhớ không bà? Dạ vâng. Câu cuối cùng đó anh ấy nói là em nên cho con đi vùng kinh tế mới. Mà cái ngày đó kinh tế mới thì nói như vậy thì là anh ấy muốn là tôi mang con đi vượt biên đi sang đây. Thưa bà, mà tôi bảo là đi rồi không biết là có đi được hay không, nhưng mà anh ở đây là ai nuôi, ai thăm nuôi. Thành ra chính tôi cũng còn lưỡng lự trong cái vấn đề đó. Mà anh nói hai lần. Thưa bà nghĩ rằng như vậy có nghĩa là ông nhà muốn hy sinh tất cả của mình, bởi vì ông tuyệt vọng quá rồi. Ông hy sinh cái chuyện mà được cái dịp lâu lâu được gặp vợ một lần, hoặc là biết vợ mình cũng gần đây và con cũng gần đây để mà gặp vợ, rồi ông nói những câu đó hay như thế nào thưa bà? Tại vì thấy cái cuộc sống nó bên ngoài, mình viết thơ vô cũng nói ẩn ý này kia đó, thì họ cũng biết là cái cuộc sống bên ngoài cũng khổ lắm chứ không phải là sung sướng gì. Chỉ có một cái con đường duy nhất là mang con đi thôi, không thể sống với cái chế độ đó được. Thưa bà, bà có nghe theo lời của chồng mình làm không? Có công việc như thế nào? Dạ không, là bởi vì con lúc bây giờ còn nhỏ quá. Thì nhưng mà rồi sau tôi cũng có đi tất cả là 3 lần. Mà lần nào cũng bị bắt hết. Đi cùng với bà chị thì 11 lần bị bắt. Rồi cuối cùng thì không còn tiền nữa, không còn vàng nữa, không còn cách nào đi được nữa. Thì mười mấy năm sau nó có cái chương trình cho người trong nước đi theo diện HDO đó. Thì chúng tôi đi theo cái diện đó. Thưa bà có thể nhớ lại cái buổi mà bà đã về từ cái trại tù mà biết rằng chồng mình không còn nữa đấy. Cái suy nghĩ cũng như cái cảm nghĩ của bà trong những lúc đó như thế nào? Tuyệt vọng, không có hy vọng. Ngày về không có. Bạn tôi lẫn tôi đều nghĩ là nếu mình không có con, tự tử chết, không sống được. Nhưng mà sống là vì con. Có các con mà phải sống thôi. Thưa bà, thì khi mà ông mất như thế rồi bà bỏ lại
cái người thân yêu của mình để trở về gặp con thì bà còn nhớ khi khi mà trở lại với gặp trở lại với đứa con của mình thì bà có nói gì với người con của mình không? Bây giờ em cháu bây giờ nó mới có 4 tuổi, cho nên là cũng không có nói những cái chuyện buồn cho cháu, nó vẫn hồn nhiên nó sống thôi. Mà riêng trong lòng bà thì ra sao? Ban ngày thì tôi vẫn đi dạy, vẫn phải đi kiếm lo cho sinh kế, nhưng mà ban đêm lo thì lo lắm, bởi vì không biết là cuộc sống của mình nó sẽ ra sao. Bên ngoài thì đói khổ quá, mà mình trong gia đình nữa, lúc nào cũng mẹ tôi nói là nhìn thấy các con mà thấy thương, nhìn thấy các cháu không có bố thì cụ cũng cứ khóc. Phải nói là cái không khí nó đau thương, nó bao trùm cả từng gia đình. Cái hy vọng mà một ngày nào đó được gặp chồng mình một lần nữa sau cái chuyến đi về đó thì bà cảm thấy như là không còn nữa phải không, hay như thế nào thưa bà? Khi mà tôi đi về đó thì tôi lại tin tưởng là anh ấy sẽ sống, là vì ít ra đó mình tôi có gửi lại một chút tiền để cho mấy người họ hàng ngoài Bắc đó đi thăm nuôi dùm, thì anh sẽ không có chết đói. Thì lúc đó mình lại yên tâm. Nhưng mà không ngờ, đó là một lần chót, lần đầu và cũng là lần chót gặp chồng. Thưa bà, cái lần đó bà về bằng phương tiện gì và trên đường đi bà còn nhớ là bà đã làm cái gì không? Bà cảm thấy như thế nào? Và lúc bây giờ bà đi một mình hay đi với ai? Đi có một mình thôi. Đi một mình mà chung quanh đó thì toàn là trên tàu đó toàn là những người buôn. Xã hội chủ nghĩa cấm buôn bán nhưng mà họ buôn. Họ buôn từng giỏ xoài, từng cái những cái lặt vặt. Thấy tội lắm. Thấy con người sống ở trong cái xã hội chủ nghĩa như là một con vật. Rồi đi ra Hà Nội thì chỉ nghe thấy những tiếng nói tục với chửi thề. Tất cả những cái Hà Nội mà trong thơ, trong nhạc mà mình vẫn thấy là đẹp từ xưa, trong thơ, trong nhạc không có, hoàn toàn không có. Họ đối xử với nhau như con vật. Thí dụ, tôi nhìn thấy một chú bộ đội đeo một cái bao gạo nhỏ ở ngoài xe, rồi xe bị ngã tung tóe hết, không ai đỡ lên cả. Rồi ngồi trong nhà đi đường thấy, nhìn thấy một người đi trời mưa té ngã cũng không ai ra đỡ, dù đó là một bà già. Họ sống vô cảm mà mình chỉ lo cho cái tương lai con mình, mà sống ở một cái xã hội như thế rồi không biết là nó sẽ như thế nào, cả một cái thế hệ băng hoại hết. Thưa bà, thì bà nghĩ lý do tại sao con người ta lại đi tha hóa đến như vậy? Khổ quá, thành ra tôi nghĩ như vậy, khổ quá. Thưa bà, trở lại cái con đoạn đường về một mình như thế, bao nhiêu ngày bà mới về tới nhà? Cũng 2 ngày, 3 ngày ở trên tàu, rồi 1 ngày, 2 ngày ở Vĩnh Phú, thì 5 ngày mới về tới Hà Nội và về tới Sài Gòn.
Chuyến đi như vậy chắc là vất vả, cực khổ lắm rồi. Dạ vâng, phải xin phép rồi. Lúc nào cũng chỉ lo nơm nớp, sợ mất của, mất đồ đó. Thành ra nó bất an lắm. Và đi có một mình thôi, không dám ngủ, để mà còn canh đồ. Nghe nói những cái chuyến mà về Bắc những ngày tháng đó thì những chiếc xe lửa đó, những cái quân cướp rồi này kia, nó đẩy rẫy trong những cái tòa, nhất là ban đêm nó đi lùng sục từng người. Bà có nhìn thấy cái cảnh đó không? Tôi cũng bị mà. Nó cầm cái cây nó chọc vào. Thế đến lúc mà mình đưa cái giấy nói là đi thăm nuôi của sở giáo dục họ cho đó, xong nó cũng có vẻ nề nề một chút. Thế nó bảo đi thăm nuôi, nói đi thăm tù thì nói mẹ nó ra, nó mắng mình như thế, nói vậy chán lắm, không tưởng tượng thấy cái xã hội mình sống như thế này mới làm sao mà sống. Thưa bà, thì sau đó thì cái việc mà đưa xác ông về đó như thế nào bà còn nhớ được lại? Dạ. Thì 5 năm sau tôi đi ra ngoài Bắc trở lại, thì đến nơi cũ để xin bốc mộ về, thì họ cũng cho giấy đi. Ra đến nơi thì nhìn không nhìn ra cái nơi cũ nữa, là bởi vì cây cối lúc bây giờ nó lên cao lắm rồi, mà tất cả tù nhân chính trị thì không ở đó nữa, họ chuyển đi về đâu đó, còn cái chỗ đó là hình sự thôi. Thành ra họ cứ tưởng tôi đi thăm nuôi những người hình sự, thì dân ở đó họ nhìn họ cũng sợ, họ không muốn giúp. Nhưng mà sao tôi nói là tôi ở trong Nam ra sẽ bốc mộ cái này nọ, thì dân ở đó họ rất là quý, họ giúp. Thì cũng ra đến nơi thì tìm không thấy, công an họ lấy bản đồ ra họ tìm họ cũng không thấy, cả tiếng đồng hồ ấy, họ về mà không chắc mất rồi. Thế thì tôi mới nói cho tôi đi xuống đây, thì tôi nhớ là cái chỗ này nó là cái chòi này thì đúng rồi. Thì bởi vì tôi nhớ là vì còn có cả mấy ông Lenin, mấy ông Marx, ông gì đó treo đó, thì bây giờ cái chỗ đó nó cũng hoang rồi, thành ra nhìn mấy ảnh cũ vẫn còn. Thì tôi mới bảo từ cái chỗ đó ra chỗ đó thì nó là bao nhiêu đó, thì bây giờ ông làm ơn ông cho tôi đi ra xem đi. Thế mà đến lúc mà đi xuống chỗ đó thì trời vắt, nó nhảy ra, nó cắn chảy máu không thể nào ấy. Thế rồi tôi cũng phải khấn nguyện, mà bây giờ anh có linh thiêng thì anh cho em tìm thấy anh, để mộ anh để em mang về, chứ còn nếu mà không thì không bao giờ mà có thể đi được nữa. Thì tôi khấn xong đó, thì tự dưng đó cái ông anh ông ấy đưa cho cái chai dầu đó, ông bảo bôi bôi cái dầu đi thì con vắt nó không cắn. Thì bôi xong một cái thì tôi vạch cái chỗ cây để chui vào để xem ra, thì thấy có ngôi mộ, thấy hai cái bia thì không thể sai được, thành ra nó cũng có một cái gì linh thiêng ở trong đó. Bốc lên thì mấy người ở mấy cụ ở Hà Nội có nói là vì trên đồi nữa có thể mở ra là nó không có nước nữa, thì xác nó sẽ tàn hết, thì có thể là một cái áo quan với lại cát ở trong nó, cát bụi thôi, thành ra phải chuẩn bị sẵn tinh thần đó. Nhưng mà khi mở ra đó thì nhìn ngay thấy cái áo len đó, mà cái kỳ đi thăm nuôi mẹ tôi đã mua cho anh ấy, màu xanh lá cây, rồi bóc hết lớp này lớp kia ra thì xác vẫn còn, xương vẫn còn. Thế rồi cái người ở đó họ có mua rượu cho để rửa xương, rửa xương cho nó sạch sẽ.
họ bọc từng cái lóng xương bằng cái túi mặc ni lông để cho vào một cái túi, thì tôi xách về. Và cũng dùng xe lửa để đi về chứ? Và cũng dùng xe lửa, thì đi lên xe lửa đó thì cũng sợ lắm, bởi vì nó biết thì nó sẽ vứt đi đó, mà chỉ có khấn nguyện thôi. Thưa bà thì cầm xác, ôm xác chồng, ôm xương chồng ở trong tay đi một cái chuyến xe lửa về, chung quanh toàn những sự bất an, những người mà muốn hại mình nhiều hơn là thương mình. Bà có bao giờ nghĩ rằng mình trở về với chồng trong cái hoàn cảnh như vậy không? Về nhà với chồng. Cả một cái thời con gái được cha mẹ nuôi nấng đầy đủ, rồi đi học, thầy cô bạn bè thương mến, chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình nó lại khổ đến như thế. Nhưng mà mình còn thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, bởi vì có những cái trung vương đó, bạn học trung vương trên một lớp thôi, chưa đến nơi đã chết, chưa đến gặp chồng đã chết ở dọc đường vì sốt rét ngã nước đó. Chết rồi. Thành ra mình vẫn còn là may mắn. Thế bà có thấy mấy bức thư đây nó là như thế nào, bà có thể cầm lên cho biết nó là thư của ông bà gửi cho nhau trong thời gian ông đi tù hay sao? Cái cuốn này đó là cái cuốn không phải là nhật ký, nhưng mà ở trong đó là họ cấm không có cho viết nhật ký, nhưng mà là cái cuốn mà anh ấy viết, anh ấy viết những cái lá thơ mà dán lại những hình ảnh của con, rồi những cái lá thơ nhận được của bố mẹ, của anh chị em, của vợ. Rồi đến khi mà anh ấy bị tai nạn đó, thì cái người cùng phòng đó họ giấu, sau này họ về họ có mang cho, thì mới có cái này. Chứ còn cái lúc mà tôi vào thăm là không có, có được. Thế có cái hình này của bà nên của cháu đó là năm nào và cháu bao nhiêu tuổi? Cái này là lúc mà cháu một tháng, hai tháng, ba tháng thôi nôi. Thôi nôi là được một tuổi đúng không? Vâng, một tuổi. Để mà anh cũng nhận được. Mà tức là những cái hình đó là chợ nhà gửi ra. Vâng, từ ở Sài Gòn gửi ra đấy. Thì anh có nhận được. Với tất cả những cái này là thơ của bố mẹ, rồi thơ của anh chị em viết để an ủi. Thì anh ấy dán vào đây. Mà may mắn thay là người ta mang về cho, chứ còn nếu không thì chẳng còn cái gì của anh cả. Đây là coi như là gia tài của người tù chiến tranh chính trị. Cái này là quý lắm, bởi vì ít người có. Thế chúng tôi cũng thấy có cái hình. Dạ, cái hình này đó là khi mà tôi nghe tin là đi ra ngoài đó, xác nhận là chết rồi đó, thì về lúc bây giờ ở nhà mới nói là chưa có hết 49 ngày thì nên mang ra chùa để cúng. Thì thầy Quảng Thạc lúc bây giờ thầy có nói là ít người tù nào mà đến đây mà trong vòng 49 ngày, mà như vậy là chúng ta phải nói là người hiền hậu nhân đức lắm thì mới được trong cái 49 ngày. Vì sau 49 ngày thì là cái linh hồn hình như là siêu thoát đó. Mà mình cúng nó thì nó chóng siêu thoát hơn. Thì nó làm ở chùa có đám ma nhưng mà không có xác. Thì lúc bây giờ cháu nó 4 tuổi. Thưa bà, cháu nhà của bà đó, người con gái duy nhất của bà đó, có bao giờ hỏi bà là bố đâu không? Dạ có. Khi mà cháu học mẫu giáo đó thì tại vì tôi cứ bảo là cháu con cứ học giỏi đi rồi ba về,
Tôi hỏi ba đâu đó. Tại sao bạn bạn con nó có ba đến đón mà con không có? Mà con học giỏi thế thì ba về. Mà cháu thì bao giờ nó cũng học giỏi hết, mà nó thấy ba nó không về, thành ra cũng tội. Thương ba lắm. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi nói những cái chuyện cực khổ để cho cháu nó hồn nhiên nó ra trường. Khi nào thì cháu biết được biết là ba mình từng đi tù và không còn nữa? Không thì cháu nó biết, nhưng mà về sau này đó thì 5-6 tuổi bắt đầu biết. Thì cái phản ứng của cháu trong lúc mà biết ba mình không còn nữa thì như thế nào? Tôi cứ nhớ là mỗi một lần ngủ với cháu đó thì ở trong mơ đó cháu cứ nói là tôi cứ Huyền Huyền không ăn kẹo đâu, Huyền để cho ba, tại vì mấy chỉ có mua kẹo để cho người tù thôi, thành ra nhìn cũng thèm lắm mà không dám xin. Thì cũng có lần tôi đi về thì thấy ở trên bàn thờ có cái cành hoa hay cái cành lá đó, thì cháu nó leo lên nó để, thì nó cũng biết là ba mình mất, là lúc giờ cháu nó phải sau khi phát tang nữa. Thưa bà, thì cái đời sống của bà với cháu như thế nào sau đó? Tôi thì nuôi cháu cũng bình thường thôi, bởi vì cậu ở với lại bố mẹ, rồi tiền lương đi dạy về thì dành mua thịt rồi cá cho cháu ăn thôi. Rồi sau đến năm 1979 đó, thì các bạn ở bên này gửi tiền về để giúp. Phải nói là trong đó có cô bạn bây giờ DC tên là Hồng Thủy đó. Gần như là mỗi tháng gửi về thì cháu nó cũng không đến nỗi mà thiếu thốn. Thế bà làm như thế nào để bà với cháu đi sang bên Mỹ được ạ? Rồi sau đó thì tôi có làm một cái đơn sang bên này kể về cái hoàn cảnh của mình. Thì ở bên này có nói, tòa đại sứ bên này có ở văn phòng tổng thống đó. Lúc bây giờ ông Reagan ông có hứa là nếu mà sang được nước thứ ba thì sẽ cho chúng tôi đi, nhưng mà vượt biên không được. Rồi cuối cùng đó thì làm đơn HO đó, có cái giấy của ông tổng thống ông hứa như vậy. Thế cái chương trình HO thì là tôi được đi đầu tiên, HO 1. Tức là năm đó là năm nào? Năm 1990. Và lúc đó là cháu bao nhiêu tuổi và đi một mình với cháu hay đi với cháu? Cháu 15, lúc giờ cháu 15 tuổi. Thì đi một đi với lại cả vợ chồng, hai người em gái với hai đứa con đó. Tại vì hồi xưa đó mình đi lấy chồng có bao giờ mà chuyển hộ khẩu, gọi là hộ khẩu đó, cái sổ gia đình vẫn còn nguyên. Thành ra rồi cuối cùng lôi được cả hai mấy đứa nó đi. Tại vì rồi cái diện cũng đặc biệt đó. Thành ra đi rất dễ dàng. Thưa bà, bao nhiêu khổ đau như vậy, bị hành hạ, bị trả thù như thế, chồng mất, con cái cũng một khốn khổ, thì bà có thù hận không? Thật ra đó thì theo đạo Phật đó, oán thù thì phải cởi. Thành ra cái tôi cho là cái đất nước mình nó bất hạnh quá, không phải một mình tôi mà biết bao nhiêu là người. Bây giờ mình có thù hận thì cũng thế mà thôi, chỉ có cầu mong là những cái người lãnh đạo cộng sản hiện nay đó nên thay đổi để cho cái đất nước mình nó khá hơn. Bởi vì nhìn về đất nước thì đạo đức văn hóa không còn nữa, mặc dù đời sống có khá hơn, thì tôi chỉ mong có thế thôi. Thành ra trong bất cứ, vì cái nghề nghiệp sau này là lại không có đi dạy nữa mà làm nghề truyền thông báo chí, tôi chỉ cần phổ biến, chỉ mong muốn được phổ biến những cái gì thật là tốt đẹp để ở bên Việt Nam họ nghe thấy
và họ làm theo. Thứ ba thì người cộng sản họ cũng có thể nói là so với những ngày mà bà băng rừng lội suối đi thăm chồng ở một cái nơi hẻo lánh như thế với ngày hôm nay thì họ đã thay đổi nhiều lắm rồi, thì bà có câu gì để trả lời cho họ? Theo tôi đó thì đất nước mình có thay đổi, nhưng mà cái thay đổi cứ chỉ có nhìn so sánh với lại những nước như là Thái Lan, Đại Hàn, Philippines vân vân. Ngày xưa đối với Việt Nam Cộng Hòa mình, họ thua xa, mà bây giờ thì họ tiến như thế nào? Thì đủ chứng tỏ là Đảng Cộng sản Việt Nam, những người lãnh đạo như thế nào? Thành ra tôi cho là đất nước mình quá là bất hạnh. Thưa bà, theo bà thì họ phải thay đổi những cái gì ạ? Trước tiên đó là phải để cho cái tự do dân chủ nó có ở trong nước. Người dân nào cũng phải có cái tự do để mà nói lên những cái ý kiến của mình. Chứ không phải là tôi sống 15 năm với lại Cộng sản thì tôi thấy rằng họ là chỉ áp đặt tất cả những cái gì mình dân phải theo. Ai cũng phải theo hết. Mà theo tôi thì những người Cộng sản họ không có tài, chỉ vì đóng góp cho đất nước trong cái thời kỳ để mà mong thống nhất chiếm miền Nam, thành ra họ được thế này thế nọ. Và với những cái người mà không có đầu óc như vậy thì làm sao mà đất nước mình khá được. Thưa bà, sang đây thì bà làm gì để mà sống và nuôi cháu 15 tuổi, một người phụ nữ? Thì cũng may mắn là khi mà tôi sang đây thì cái cộng đồng người Việt đã bắt đầu hình thành khá mạnh rồi. Rồi các anh em sinh viên ngày cũ đó, các anh ấy sau này làm tờ người Việt, thì tôi có cộng tác với người Việt đầu tiên bằng những cái bài viết ông anh rể, ông ấy là tổng giám đốc ở đó, ông bảo là nên ghi lại cái quãng đời 15 năm với Cộng sản đi, không rồi nó quên hết, rồi mai mốt lại còn bận bịu nữa thì không có viết được. Bởi vì ngày xưa đã từng viết rồi, thành ra anh ấy mới dục như vậy. Thì không ngờ cái loạt bài được mọi người, cộng đồng họ đón nhận. Và khi mà tôi in thành sách đó thì ủng hộ. Rồi sau đó thì đài phát thanh bắt đầu hoạt động, thì mình được mời cộng tác. Rồi đài Voa họ biết thì họ cũng cần người, thì ta cũng mời. Thành ra tôi sống bằng cái nghề truyền thông báo chí, có lẽ là người duy nhất sống bằng cái nghề này ở đây. Là bởi vì thường thường các anh chị em thì họ phải đi làm việc khác rồi họ mới viết lách, còn tôi thì hoàn toàn làm cái nghề đó để nuôi con. Thưa cháu nhà này năm nay học như thế nào và đời sống cháu sang đây đó thì đi học bình thường thôi, bởi vì tôi quan niệm nhiều người cứ cho con học dưới một lớp, nhưng mà tôi thì tôi quan niệm rằng nó chỉ kém thì anh văn thì lớp nào thì cũng phải học anh văn. Thành ra tôi đến tôi xin cho cháu học lớp 10, tức là tốt nghiệp lớp 9 bên kia rồi. Thì cháu học rồi cháu vào UCLA và ra trường giống như là những trẻ em mà sang ở bên này. Được cái cháu nó cũng ngoan chịu học. Rồi bây giờ thì cũng có gia đình và hai đứa con nhỏ, một cháu 11, một cháu 13 tuổi. À, tức là bà trở thành bà ngoại. Bà ngoại, bà ngoại 13 năm nay rồi. Trong cái nỗ lực mà làm truyền thông để mà sinh sống cũng như là xây dựng cộng đồng ở đây thì bà nghĩ là những cái sinh hoạt nào mà bà vừa lòng nhất? Thật ra đó thì cũng vì cái nghề truyền thông cho nên là mình có cái phương tiện. Thì cái lúc mà đó thì chương trình HO sang rất là ảo ạt. Tôi sang HO1 rồi bắt đầu đến HO bao nhiêu hàm mấy đó. Rồi cũng ai cũng về đây hết. Thì cuộc sống họ
không có thích nghi với lại cái cuộc sống mới, gây ra nhiều cái cảnh rất là nguy hiểm ở trong gia đình, chẳng hạn như là ngày Tết nấu bánh chưng rồi bình ga nổ, rồi cái người con thì bị cháy, rồi bố nhào vào cũng bị cháy luôn, rồi người chị người anh gì đó vào, cả gia đình bốn người chết hết, rồi đi đạp xe đạp mà không biết là xa lộ là cái chỗ đó là cái lối ra thì đi vào cũng bị đâm chết, rồi có khi có người buồn quá cũng tự tử chết. Thì cái ngòi bút của tôi trong tay, tôi đã nói lên những cái cảnh khổ đó và quyên góp để họ có những quan tài hay là một cái đám tang tương đối đầy đủ. Nhiều cái hoàn cảnh không phải ai cũng dễ dàng mà thích nghi với cái hoàn cảnh mới. Thưa bà, để nói đến đời sống của những người vợ của những tù nhân chính trị Việt Nam ở bên kia, bên Việt Nam, trong những ngày khốn khổ nhất và cho đến bây giờ, cái điều gì mà bà muốn nói cho mọi người và cho thế giới biết về những cái thân phận thiếu may mắn đó? Thì trong lòng tôi đó, qua cái kinh nghiệm của cuộc đời mình, qua những cái kinh nghiệm của những người phụ nữ mà có chồng bị đi tù như thế đó, thì chúng tôi chỉ có một cái mong muốn là thế giới hãy nhìn vào nước Việt Nam để mà giúp đỡ, nhưng với điều kiện họ phải tôn trọng con người, tôn trọng cái nhân quyền, tôn trọng cái tự do cho toàn dân Việt Nam. Tôi chỉ mong có một ngày nào đó không cộng sản trở về để nhìn thấy cái đất nước mình đổi mới thực sự. Mà không biết cái mơ ước đó biết đến bao giờ. Ban đêm bà ngủ, bà còn có thấy nhìn thấy ông, gặp ông trong giấc mơ không? Bà có thì bà có nói gì với ông không? Từ hồi nhà tôi mất cho tới nay đó, có lẽ là trong giấc mơ đếm ở trên đầu ngón tay thôi. Có thể là anh ấy siêu thoát rồi. Tôi cũng mong là như vậy. Cái lúc mà anh ấy mới mất đó, thì tôi cũng có nằm mơ thấy một lần. Rồi sau này sang đây độ 2-3 lần nữa thôi. Không nhiều. Thế ở đây bà có một số cái hình của những căn nhà rất là đẹp. Bà có thể cho biết cái nhà đó là nhà Đà Lạt hồi anh ấy làm tham mưu trưởng. Và thì chúng tôi ở đó. Thì căn nhà này đây, vâng, căn nhà này các cháu đó, cái năm vừa cách đây độ một vài năm các cháu về, thì cái nhà đó nghe thấy nói là đã bán cho ngoại quốc, thì hàng xóm họ có nói là ra cái chỗ đó xin phép để vào mà thăm, thì các cháu nó phải leo rào vào. Thế bà tức là khi mà ông nhà họ vào đó thì ông nhà bị đi tù và căn nhà này họ thu hồi lại. Vâng. Thì khi mà 15, tôi nhớ là 15 tháng 4 là nhà tôi di tản cùng với nhà trường đó, về Sài Gòn, là coi như căn nhà đó là không bao giờ chúng tôi trở lại nữa và coi như là mất rồi. À, nhưng mà đến khi mà tôi đi đó, thì tôi nhớ là tôi hát ông một, tôi ra phỏng vấn cùng với những người đó, cùng những cái gia đình đó mà họ đi mà tôi không đi, tôi không được đi, thì tôi có hỏi, thì họ mở hồ sơ ra và chưa có giấy hiến nhà. Thế tôi bảo nhà mất từ lâu rồi mà tôi có bao giờ tôi nhớ đến đó nữa đâu. Thế mà là vẫn có tên, thì phải có giấy hiến nhà thì mới cho đi. Thì đúng là cười ra nước mắt, là bởi vì mình lại phải chạy đi lên Đà Lạt, chạy trọt nơi này nơi kia, họ biết là mình sắp đi mà họ làm tiền để mà có một cái tờ giấy hiến nhà. Tức là theo bà thì căn nhà đó họ lấy từ lâu rồi, nhưng mà đòi cái chuyện hiến nhà nó chỉ là cái dịp để họ làm thêm tiền thôi. Làm thêm tiền với lại cái cấp tá, cấp úy lúc giờ đi thì không phải hiến nhà.
Nhưng mà cấp tá là hiến nhà. Bây giờ ví dụ như là có một cái chuyện gì đó mà mình quay trở lại đất nước đổi mới đó, thì cái giấy hiến nhà nó chắc là mình không có quá. Nhưng mà thôi, người còn mất, của cải cũng thế thôi. Cho đến giờ này đó thì nhìn thấy hạnh phúc của con là đủ rồi. Thưa bà thì bà có rất nhiều những kỷ niệm với đất nước, với quê hương, với những nơi mà mình lớn lên, hạnh phúc có, khổ đau có. Bà có trở về Việt Nam chưa, để thăm chưa? Chưa bao giờ. Tại vì tôi nghĩ cũng mình về cũng khó. Là vì cái hồi tôi nhớ Tổng thống Clinton về Việt Nam đầu tiên Mỹ mới ban giao với lại Việt Nam đó, thì trong đó có một lô danh sách tên của các báo chí, thì tên tôi bị loại. Thành ra tôi cũng không thiết về. Về nhìn thấy toàn là những cái chuyện buồn. Mình đọc báo ở đây là mình đã thấy rồi. Mà rồi lại nghe những người về đã phải về, nói bây giờ Sài Gòn nó không còn giống Sài Gòn ngày xưa nữa, thì về làm gì? Nghe bà nói thì hầu như là những cái nỗi buồn mà bà không về thăm quê hương, mặc dù gặp nhiều khốn khổ, bị chà đạp, bị đủ mọi hình thức hết, nhưng mà bà không về đó có phải bà thù hận ai phải không? Dạ không, không về là bởi vì thấy cảnh xưa không còn, người cũ cũng không còn, rồi cái đời sống mới có thể nó cũng không hợp với mình, thì về làm gì? Trong khi mình ở đây đó, mình có nhiều người, tại sao mình ở đây mình như là một quê hương thứ hai, mà mình không có đóng góp gì cho cái đất nước này, mà mình lúc nào mình chỉ có đóng góp cho Việt Nam, thì cái đó nên nghĩ lại. Cái quê hương thứ hai này họ đã để cho mình, dành cho mình cái cuộc sống đầy đủ, tự do, thì tại sao mình không yêu nó? Còn bên kia vẫn là cộng sản, không thể về như thế được. Tôi chỉ về khi nào không có cộng sản. Thưa bà, bà có thể cho biết là bà có những cái gì muốn chia sẻ mà chúng tôi chưa có đặt câu hỏi, xin bà nói là. Gợi lại những cái kỷ niệm cũ đó, thì trong cái giây phút này phải nói là tôi rất là xúc động. Bởi vì hình ảnh nhà tôi mặc dù không bao giờ phai nhạt, nhưng mà khi nhắc lại những cái quãng đời đau khổ của anh ấy, thì tôi thấy nhức đầu quá là không thể nghĩ rằng có một ngày chồng tôi lại bị cực hình như vậy. Anh ấy là một người rất là nhân đức, có tài, lúc nào cũng đi xây chùa, đi đến đâu xây chùa tới đó, xây tượng vua Quang Trung ở trong trại trung tâm huấn luyện Quang Trung, lên Đà Lạt cũng đi đến những cái nơi mà hoang phế để mà muốn xây dựng chùa chiền, mà rồi bị chết một cách thảm thương như vậy. Và anh cũng là một người có tài, văn nghệ rất là biết hát, cũng thích nhạc, thích thơ và vẽ, tự vẽ mình trong tù để gửi về cho vợ con những cái hình ảnh. Đây là cái nét vẽ của anh. Với tôi là như vậy, nhà tôi mất như vậy là từ năm 1979 cho đến nay là bao nhiêu năm, 20 năm rồi. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy như là anh ở bên cạnh tôi, để mà hướng dẫn, để mà lo cho con,
cháu nó gặp rất nhiều may mắn, bây giờ cháu có chồng con hạnh phúc, có lẽ là cũng nhờ cái đức của bố. Lúc nào tôi cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến với đời tôi và cho con có cuộc đời tốt đẹp. Và cũng xin cảm ơn sự lắng nghe của khán giả. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị.